Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đã bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đã chia sẻ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua. Hoan nghênh chủ trương chuyển mục tiêu không COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời tỏ rõ quyết tâm cùng Chính phủ và nhân dân cả nước chiến thắng dịch bệnh, khôi phục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội. Kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, bày tỏ cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã sát cánh đóng góp, chia sẻ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19 và nỗ lực duy trì, phát triển kinh tế xã hội nói riêng, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đóng góp ý kiến cùng Chính phủ thực hiện đột phá về thể chế, tham gia nhiều hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện tăng năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, tham gia vào quá trình chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực y tế, nhất là phát triển công nghiệp dược để Việt Nam đủ năng lực ứng phó với các vấn đề nảy sinh. Thủ tướng kêu gọi sự chung tay, đoàn kết, thống nhất chia sẻ giữa doanh nghiệp, nhà nước và nhân dân để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, như lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa để phòng chống dịch hiệu quả và khôi phục phát triển kinh tế xã hội.